Xin chào quý thính giả đang nghe truyện Tiên Đạo 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Bắt Đầu Làm Tông Chủ, Quy Củ Của Ta Có Chút Dã, tác giả Nina Phù. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 299, đem đệ cửu cảnh làm bia đỡ đạn. Kiếm khí trường thành, kiếm mở thiên môn, một kiếm ra, liền ngay cả thượng thương, đều muốn vì đó mở một cánh cửa. Tựa như nối thẳng tiên giới, thật lâu không cách nào khép lại. Cái này một kiếm, chính là Lý Thuần Cương chí cường một kiếm, hắn đối kiếm đạo suốt đời lĩnh ngộ đều cô đọng trong đó bao hàm vô số đồ vật, nhưng muốn học được, nhưng cũng tuyệt không đơn giản. Từ Phượng Lai trừng lớn hai mắt, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, kiếm tử cũng tại quan sát. Thậm chí liền ngay cả Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A, cũng là tập trung tinh thần, nhìn vô cùng nghiêm túc. Kiếm đạo, đến trình độ nào đó, cũng cơ hồ có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Dù là học không được, dù là không muốn học, nhưng từ đó nhận một chút dẫn dắt, cũng là cực tốt. Rốt cục lại gặp được. Đặng Thái A thổn thức, kiếm mở thiên môn, như thế kinh thiên nhất kiếm, thử hỏi trời thượng tiên thần. Có dám tiếp A? Tam Diệp đang run rẩy, nhưng lại cũng không phải là e ngại. Mà là hưng phấn đến run rẩy. Cái này, chính là kiếm mở thiên môn A. Quả nhiên rất mạnh. Nhưng tựa hồ, còn chưa không phải cực hạn. Hoặc là nói, còn có thể càng mạnh. Nó ngưng thần ứng đối. Không dám có nửa phần chủ quan. Trung quy là một đại kiếm thần mạnh nhất kiếm quyết, có hắn chỗ độc đáo. Giờ khắc này Tam Diệp, ngăn cản sau khi, cũng như một khối bọt biển. Điên cuồng hấp thu trong đó chất dinh dưỡng. Võ đế thành. Võ đế chính sừng sững tại đầu tường trông về phía xa. Đột nhiên, hắn có chút quay đầu, nhìn về phía một phương hướng khác. Loại cảm giác này, kiếm mở thiên môn A. Là ai, có tư cách để Lý Thuần Cương vận dụng cái này một kiếm? Thú vị. Hắn bước ra một bước, không thấy hắn có bất kỳ động tác, không gian đúng là trong nháy mắt xé rách, lập tức, hắn cất bước trong đó, chỉ là trong chốc lát mà thôi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại chiến trường phụ cận. Ồ, ánh mắt liếc nhìn về sau, hắn đại khái minh bạch tình huống. Luận bàn A. Lý Thuần Cương đối thủ lại là một gốc cỏ dại. Như thế theo hầu, như thế kiếm đạo. Lợi hại. Võ đế trong nháy mắt ánh mắt sáng rực, sau đó, phiêu nhiên đi vào Đặng Thái A bên cạnh, cùng mọi người khẽ gật đầu ra hiệu. Người quả nhiên tới. Đặng Thái A không ngạc nhiên chút nào, chú ý chiến cuộc đồng thời nói khẽ, liền biết tất nhiên không thể gạt được ngươi. Ha ha ha. Võ đế vuốt râu mà cười, như thế động tĩnh, Lý kiếm thần thậm chí ngay cả kiếm mở thiên môn đều xuất ra. Ta lại há có thể không đến góp cái này náo nhiệt. Chỉ là so sánh dưới. Ta ngược lại thật ra đối với nó càng cảm thấy hứng thú. Võ đế nhìn về phía Tam Diệp, mắt lộ ra chờ mong, từ đâu tới như thế cái thế yêu nghiệt. Như thế theo hầu, lại có như thế thiên phú cùng thực lực, chưa từng nghe thấy, tuyên cổ không thấy. Hắn mang tới. Đặng Thái A chỉ hướng kiếm tử, Linh kiếm tông kiếm tử, muốn hỏi Tam Diệp thân phận, hắn so ta rõ ràng. Ồ, tên Tam Diệp A. Võ đế khẽ vuốt cằm. Mặc dù, Tam Diệp có bảy mảnh lá, nhưng cũng không ai quy định dáng dấp hắc không thể để cho tiểu bạch không phải. Võ đế tiền bối, kiếm tử có chút chắp tay, Linh kiếm tông. Võ đế thổn thức, năm đó cùng ngươi sư tôn Nhiêu Chỉ Nhu gặp qua một lần, nàng Nhiêu Chỉ Nhu kiếm đạo đích thật là mở ra lối riêng, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Bất quá so sánh cùng nhau, ta ngược lại thật ra chờ mong Tam Diệp tương lai. Đặng Thái A có chút quay đầu, động tâm, tự nhiên. Võ đế than nhẹ, Lý kiếm thần. Có lẽ cũng liền dạng này đi. Về phần ngươi, cho ngươi một chút thời gian, có lẽ có thể thắng được ta. Nhưng Tam Diệp tiềm lực tại ngươi phía trên, so sánh dưới, ta ngược lại thật ra càng hy vọng cùng nó đỉnh phong một trận chiến, để cho ta cảm thụ liều chết một trận chiến bành trướng nhiệt huyết. Đặng Thái A. Ngươi mạnh, ngươi nói tính. Lý Thuần Cương cực hạn đã đến, Đặng Thái A không biết thực hư. Về phần mình, hắn ngược lại là vững tin, chính mình còn có thể tiến bộ. Mà lại, tựa hồ tiến bộ không gian vẫn còn lớn. Về phần Tam Diệp, cái này đích xác là cái đồ biến thái. Võ đế sẽ động tâm hắn cũng không chút nào ngoại lệ. Dù sao, võ đế vốn là cái võ si. Mà lại, bản thân hắn chính là cái biến thái vẫn luôn khát vọng chiến một trận, khát vọng một cái có thể đánh bại đối thủ của hắn, nếu không cũng sẽ không cho chính mình làm cái thiên hạ đệ nhị, ngoại hiệu. Thậm chí, nếu là đối phương có thể đánh bại hắn, chính là giết chết hắn, hắn cũng sẽ không có câu oán hận nào. Nói một cách khác, ta chỉ muốn đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết.
Nghĩ đến cái này thuyết pháp, Đặng Thái A chính là một trận lắc đầu. Mà giờ khắc này, Tam Diệp cùng Lý Thuần Cương chi chiến, cũng đã đến hồi cuối. Kiếm mở thiên môn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng Lý Thuần Cương đã nói trước chỉ xuất một kiếm. Lại cảnh giới áp chế xuống, căn bản là không có cách phát huy ra cái này một kiếm toàn bộ uy thế, chỉ có thể nói. Là như vậy cái ý tứ. Ý tứ đến thế là được. Bởi vậy, Tam Diệp kháng trụ. Nhiều loại kinh thế kiếm quyết tề xuất, thành công ngăn lại cái này một kiếm cũng phản kích. Không đánh không đánh. Lý Thuần Cương lách mình tránh thoát, thu kiếm, hét lên. Ngươi chính là cái đồ biến thái, đánh với ngươi một điểm ý tứ đều không có. Không đánh, nói cái gì đều không đánh. Muốn đánh cùng kia hỗn trướng đánh tới. Hắn chỉ hướng võ đế. Cái sau mỉm cười, ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Không biết Tam Diệp đạo hữu có nguyện ý hay không luận bàn một phen. Đặng Thái A vội vàng truyền âm nói, hắn cũng không phải là kiếm tu, nhưng thực lực ở xa ta cùng Lý Thuần Cương phía trên, làm thế gian ít có võ đạo cường giả tuyệt đỉnh một trong, cùng hắn giao thủ, nên cũng có thể vì ngươi mang đến không nhỏ cảm ngộ. Lại sẽ mang đến rất nhiều đại lượng giao thủ kinh nghiệm. Tam Diệp nghe vậy, tự nhiên càng thêm hưng phấn. Nó vốn là không có ý định thắng, bây giờ có một cái mạnh hơn đối thủ. Mặc dù cũng không phải là kiếm tu, nhưng chúng ta kiếm tu gì thiết đánh một trận. Tiền bối, mời. Nó lúc này xin chiến. Ha ha ha. Võ đế cười sang sảng một tiếng, rất tốt, đạo hữu, ta đến vậy. Võ đế trong nháy mắt áp chế tự thân tu vi, chân đạp hư không, bước nhanh đến phía trước. Mỗi một bước rơi xuống, không gian đều tại rung động. Võ đạo khí huyết ngút trời, đúng là trong nháy mắt liền nhuộm đỏ nửa bầu trời. Thật mạnh. Kiếm tử cắn răng. Khương Nê tê cả da đầu. Từ Phượng Lai nhìn mắt trợn trắng. Mã Đức, chính mình có vẻ như cùng hắn ước chiến tới. Tính toán thời gian, cũng không có còn mấy năm a. Cái này, ta có thể thắng sao? Giờ khắc này, hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lúc trước trang bức phải trang giả lớn, được rồi, có vẻ như cũng không tính trang bức, dù sao cũng là vì cứu lão hoàng. Bất quá. Ai, cuối cùng còn có chút thời gian, cố gắng mạnh lên là được. Tiền bối lợi hại. Tam Diệp sợ hãi thán phục. Nhưng lại chưa từng lui ra phía sau dù là nửa điểm, phiến lá rung động ở giữa, một đạo đạo kiếm khí phá không mà đi. Đồng thời, nó tại đưa kiếm, nhìn như đơn giản đưa ra một kiếm lại một kiếm, kỳ thực cũng rất là kinh khủng, có thể phá mở vạn pháp. Ầm ầm, võ đế huy quyền, một quyền lại một quyền, như cự thạch lăn xuống dốc núi liên miên bất tuyệt. Cổn thạch quyền, võ đạo nhất là thô thiển quyền pháp một trong, nhưng ở võ đế trong tay, lại giống như đấu kỹ thiên giai kinh khủng, nhìn như đơn giản quyền pháp bên trong ẩn chứa vô số loại ảo diệu. Đồng dạng là đại đạo đơn giản nhất, hắn mỗi một quyền rơi xuống đều có thể đánh nát một đạo kiếm khí, cũng để tự thân không ngừng hướng Tam Diệp tới gần. Cả hai tại đối bính, nhưng trong lúc nhất thời Tam Diệp vậy mà rơi vào hạ phong. Tê, kiếm tử hít sâu một hơi. Lại còn có người có thể tại cùng cảnh giới một trận chiến bên trong ngắn ngủi áp chế Tam Diệp. Ta dựa vào bọn gia hỏa này đều là dạng gì biến thái a, có thể dễ dàng một kiếm dây nhà của mình băng, lại bị người cùng cảnh giới áp chế, mặc dù chỉ là hơi áp chế, nhưng này cũng là áp chế a. Cùng cảnh giới, lại khác kinh nghiệm, không đồng cảm ngộ. Đặng Thái A giải thích nói, áp chế tu vi, nhưng lại không áp chế nổi kinh nghiệm, không áp chế nổi nhãn lực, càng không áp chế nổi tự thân cảm ngộ. Nhìn như cùng cảnh giới, nhưng võ đế đều sống bao nhiêu năm tháng rồi. Hắn lĩnh ngộ, kiến thức của hắn, kinh nghiệm của hắn, ở xa Tam Diệp phía trên. Loại này đối chiến, kỳ thật vốn cũng không công bằng. Dù sao, căn bản không phải một thời đại người, kém cách xa vạn dặm đây. Kiếm tử sững sờ, lập tức hiểu được. Đích thật là như thế. Người trong cùng thời, chênh lệch mấy tuổi mấy chục tuổi, áp chế tu vi, kia hoàn toàn chính xác xem như cùng cảnh giới một trận chiến, thế nhưng là võ đế cũng không biết sống nhiều ít vạn năm. Hắn cảm ngộ, kinh nghiệm, kiến thức, không biết vượt qua Tam Diệp gấp bao nhiêu lần. Nghĩ như thế, có thể áp chế Tam Diệp cũng là không kỳ quái. Vốn là như thế. Lý Thuần Cương nói lầm bầm, ngươi cùng hắn chấn kinh võ đế vậy mà có thể áp chế Tam Diệp, chẳng bằng kinh ngạc Tam Diệp vậy mà có thể tại võ đế trong tay thành thạo điêu luyện, mặc dù có áp lực, vẫn còn không đến mức như vậy lạc bại. Nghe Lý Thuần Cương lời nói, kiếm tử dần dần hiểu được, trong lòng mình, Tam Diệp chính là biến thái bên trong biến thái. Nhất là kiếm đạo của nó thiên phú, càng là có thể xưng xưa nay chưa từng có. Thế nhưng là, tại Lý Thuần Cương, Đặng Thái A bọn hắn xem ra, võ đế sao lại không phải như thế? Hắn cũng là thuộc về mình lĩnh vực tuyệt điên một trong a, còn sống nhiều năm như vậy, không có thể đem Tam Diệp dây, bản thân cái này liền đã rất là kinh người, chính mình cảm thấy võ đế biến thái, bọn hắn cảm thấy Tam Diệp biến thái, tóm lại, đều là biến thái. Áp lực càng phát ra lớn, nhưng Tam Diệp lại không phải từ bỏ,
ngược lại là càng đánh càng hăng, càng ngày càng hưng phấn. Nó còn là lần đầu tiên gặp được đối thủ mạnh mẽ như thế. Mặc dù võ đế sở tu chính là võ đạo mà cũng không phải là kiếm đạo, nhưng thực lực lại không giả được. Thực lực như thế dưới áp lực, Tam Diệp lĩnh ngộ tốc độ, giống như là nghênh đón bộc phát giai đoạn, các loại kiếm quyết đều tại não hải, bên trong thoáng hiện. Các loại kiếm ý, kiếm đạo, như cưỡi ngựa xem hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như là bắt lấy cái gì, lại tựa như cái gì đều không có bắt lấy. Nhưng, một cỗ không hiểu huyền diệu cảm giác lại bắt đầu ở trong lòng quanh quẩn. Đặng Thái A, Lý Thuần Cương trước đó lời nói, cũng giống như lại một lần nữa vang vọng ở bên tai. Ngươi sở học quá nhiều, quá tạp, mặc dù phần lớn có chỗ cải tiến, nhưng cuối cùng không có chân chính thuộc về chính ngươi đồ vật. Ta cần thiết, chính là chân chính thuộc về mình kiếm đạo. Ta cần sáng tạo pháp, chỉ thuộc về chính ta pháp, chỉ phù hợp chính ta pháp. Đánh tới một nửa, Tam Diệp đột nhiên thu tay lại. Võ đế vội vàng dừng tay, có chút không đủ tận hứng nói, vậy mà đốn ngộ rồi. Tam Diệp vậy mà tại đại chiến bên trong đốn ngộ. Cái này khiến không có tận hứng võ đế có chút khó chịu, nhưng cũng rất chờ mong. Nó thật rất mạnh, có vô tận tiềm lực, ta rất chờ mong nó chân chính trưởng thành, thậm chí đi vào đệ cửu cảnh một khắc này. Đến hôm đó, ta chắc chắn tìm tới, lại đánh với nó một trận. Võ đế không có thừa dịp cỏ nguy hiểm ý nghĩ. Càng nhiều, là thưởng thức. Hắn tại lĩnh vực của mình, tại chính mình cái này một mẫu ba phần đất, bên trong, vô địch quá lâu, thật vô cùng cần thiết một cái đối thủ. Đương nhiên, ngươi đi nói thánh địa khiêu chiến những cái kia tuyệt đỉnh cái gì? Đây không phải là bệnh tâm thần à? Võ đế là võ si, không phải bại não. Hắn cần, là một cái không phải thánh địa, nhưng lại có thể chân chính để cho mình tán thành, thậm chí là đánh bại, đánh giết chính mình lại khả kính đối thủ. Lý Thuần Cương nửa đời trước tính một cái, tuổi già. Không tính là. Đặng Thái A nửa đời trước không tính, võ đế đang chờ mong hắn tuổi già. Nhưng giờ phút này, võ đế lại cơ hồ đem tất cả chờ mong đều trút xuống trên người Tam Diệp. Nhìn cho thật kỹ nó, nhưng chớ có xảy ra ngoài ý muốn a. Nếu không, ta đánh chết các ngươi. Võ đế lại lần nữa nhìn thoáng qua đang đứng ở đốn ngộ trạng thái, bị một loại huyền diệu khí tức bao khỏa Tam Diệp, xé rách không gian rời đi. Chỉ là, hắn lưu lại lời nói, lại là để Lý Thuần Cương dậm chân. Ta sát hắn cái mẹ nó, cái này mẹ nó cùng ta có cái gì quan hệ? Từ Phượng Lai, ngươi nói có đúng hay không? Ngạch! Từ Phượng Lai vào đầu, cái này sao? Đặng Thái A nhịn không được cười lên. Ngược lại là Khương Nê vô cùng hiếu kỳ, võ đế, thật chẳng lẽ vô địch? Vì sao cảm giác các ngươi tựa hồ cũng rất sợ hắn? Một loại nào đó định nghĩa bên trên vô địch. Lý Thuần Cương thở dài. Dù sao ta là đánh không lại hắn. Đặng Thái A đưa tay, ta cũng giống vậy, chí ít trước mắt không phải đối thủ của hắn. Một loại nào đó định nghĩa bên trên. Khương Nê nháy mắt, có ý tứ gì? Theo ta được biết. Lý Thuần Cương hít sâu một hơi, thánh địa không ra. Hắn chính là vô địch. Khương Nê tê cả da đầu. Nàng bây giờ đối tiên võ đại lục đã có hiểu một chút, tự nhiên biết thánh địa đáng sợ. Nhưng trừ thánh địa bên ngoài, những cái này đỉnh tiêm tán tu, những cái kia siêu nhất lưu thế lực bên trong cường giả, cũng không phải hời hợt hạng người a. Có thể võ đế vậy mà đã làm được thánh địa bên ngoài vô địch, thực lực như thế. Sư mọi người không có đi qua võ đế thành. Từ Phượng Lai bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra đi qua. Kia trên đầu thành, cắm lít nha lít nhít không biết nhiều ít đạo binh, đều là đi khiêu chiến võ đế người lưu lại. Người khiêu chiến đến từ trời Nam Biển Bắc, Trung Châu đều có không ít đệ cửu cảnh đến cùng hắn giao thủ qua, nhưng cho tới bây giờ, võ đế chưa từng bại qua dù là một trận. Tứ phương tiên triều nguyên bản chỉ có thể coi là cỡ trung tiểu tiên triều, nhưng liền bởi vì võ đế thành tọa lạc ở tứ phương tiên triều bên trong, tứ phương tiên triều đều như diều gặp gió. Đúng vậy a, Đặng Thái A tán thán nói, võ đế thật rất mạnh. Theo một ý nghĩa nào đó vô địch, rất nhiều người đều nói, hắn tự xưng thiên hạ đệ nhị nguyên nhân, liền đem thứ nhất, để lại cho thánh địa. Nếu không, chỉ sợ thánh địa đều muốn xuất thủ. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều người đều vụng trộm nói võ đế có tâm cơ, kỳ thực, ta cùng Lý Kiếm Thần cũng rất rõ ràng, võ đế cũng không phải là loại người này, hắn là thật muốn tìm một cái đối thủ, tới làm thiên hạ này đệ nhất. Khương Nê trừng mắt, thật là lớn khí phách, nếu không có thể để võ đế. Lý Thuần Cương cười quái dị một tiếng, lập tức nhìn về phía Từ Phượng Lai, tiểu tử, ngươi thế nhưng là gánh nặng đường xa a, tương lai cùng võ đế một trận chiến lúc, nhớ kỹ kêu lên chúng ta. A, cái này, Từ Phượng Lai bất đắc dĩ buông tay, chờ ta có nắm chắc rồi nói sau. Bọn hắn như vậy nói chuyện phiếm ra, cũng là đều chưa từng rời đi. Liền như vậy vây quanh Ngộ Hiểu Tam Diệp, nói nhăng nói cuội. Cuối cùng, chủ đề vẫn là chậm rãi lệch ra, đến Đại Hoang Kiếm Cung, cùng bọn hắn mục đích phía trên.
có thể hay không nghĩ cách, biết rõ ràng Đại Hoang Kiếm Cung rốt cuộc muốn làm gì. Kiếm Tử khẽ nhíu mày, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Lý Thuần Cương bất đắc dĩ bĩu môi, kia là Đại Hoang Kiếm Cung, là thánh địa, có thể không bị lôi cuốn, không bị làm bia đỡ đạn cũng không tệ rồi. Tìm hiểu thánh địa bên trong tin tức, sợ là chỉ có đi Thiên Cơ Lâu. Nhưng liền xem như Thiên Cơ Lâu cũng chưa chắc dám bán thánh địa tình báo, hoặc là nói, Thiên Cơ Lâu cũng chưa chắc biết được. Cho dù biết được, dám bán, cũng tuyệt đối là cái giá trên trời, các ngươi mua nổi sao? Từ Phượng Lai nháy mắt, Lý Tiền Bối, Lý Kiếm Thần, chẳng lẽ ngươi cũng không có cái gì phương pháp sao? Lý Thuần Cương lập tức giơ chân, ta có cái dám phương pháp. Ít cho ta mang mũ cao. Ngươi hỏi một chút Đặng Thái A phải chăng có phương pháp? Đặng Thái A, Đông Nam vực sự tình, ta còn thực sự không có gì phương pháp. Nếu không, hỏi một chút sư tôn. Khương Nê đề nghị, cũng chỉ có thể làm như vậy. Từ Phượng Lai thở dài, có người ngoài tại, hắn không có nói thẳng Cẩm Y Vệ sự tình. Bất quá, cùng thánh địa có quan hệ, dù cho là Cẩm Y Vệ, cũng rất khó dò thăm tình báo tương quan a. Chỉ có thể tạm thời thử một lần, lại nhìn sư tôn phải chăng có biện pháp. Ồ, Lãm Nguyệt Tông. Lâm Phẩm nghe Từ Phượng Lai truyền âm, có chút nhíu mày, Đại Hoang Kiếm Cung. Muốn hợp nhất đệ cửu cảnh kiếm tu bên trong tán tu. Lập tức, hắn liên hệ Tần Vũ xác nhận việc này. Dù sao hiện tại Từ Phượng Lai bên kia truyền về tình báo chỉ là Đặng Thái A, cùng Lý Thuần Cương bị tác động đến, còn lại đệ cửu cảnh kiếm tu cũng không rõ ràng, hết thảy đều chỉ là suy đoán. Từ Cẩm Y Vệ xác định về sau lại làm định đoạt không muộn. Bất quá nửa canh giờ, Tần Vũ truyền về tin tức. Xác nhận đệ cửu cảnh kiếm tu bên trong tán tu phần lớn gặp được phiền phức, lại cái phiền toái này chính là đến từ Đại Hoang Kiếm Cung. Còn có mấy vị kiếm tu đã xác định gia nhập Đại Hoang Kiếm Cung. Những người khác tạm thời tình huống không rõ. Có ý tứ. Lâm Phàm hai mắt nhắm lại, Đại Hoang Kiếm Cung, tiên võ đại lục một cái duy nhất kiếm đạo thánh địa, với bên ngoài kiếm tu từ trước đến nay không để vào mắt, cho rằng bọn họ đều là dã nhân. Đối với bọn hắn kiếm đạo, càng là khịt mũi coi thường. Căn cứ tình báo đến xem, Đại Hoang Kiếm Cung người dĩ vãng đi ra ngoài bên ngoài gặp được kiếm tu, nhất là tán tu, tất cả đều mắt cao hơn đầu, nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Kết quả hiện tại, lại phải dùng loại biện pháp này đến lôi cuốn, hợp nhất. Tất nhiên có vấn đề. Lãm Nguyệt Tông cũng không phải là kiếm đạo tông môn. Nhưng việc này, cùng Linh Kiếm Tông, cùng mình đồ tử đồ tôn có quan hệ, vậy liền không thể ngồi xem không để ý tới. Bất quá Cẩm Y Vệ hiển nhiên là không được, làm hai tay chuẩn bị đi. Nếm thử đi Thiên Cơ Lâu mua tình báo đồng thời. Lại phải phiền phức một lần vô địch bối. Lâm Phàm lúc này, để Từ Phượng Lai bọn hắn tìm thời gian đi Thiên Cơ Lâu hỏi một chút tình huống, có mua hay không tình báo trước không nói, ít nhất phải vững tin bọn hắn phải chăng biết được tình báo tương quan. Nếu như không có tình báo, tự nhiên không cần nói chuyện nhiều. Nếu có, sẽ chậm chậm nói giá là được. Lãm Nguyệt Tông trước mắt thật không thiếu tiền. Về phần cũ chuẩn bị, Lâm Phàm đem ngay tại linh thú viên bên trong vui chơi tiểu long nữ bắt trở về. Nhà đầu này mặt mũi tràn đầy bất mãn, hét lên, ta còn chưa chơi đủ đây. Lại nói gần 2 năm các người Lãm Nguyệt Tông cũng không tránh khỏi quá nhàm chán a. Có thể hay không tìm một chút kích thích? Muốn kích thích? Lâm Phàm nhếch miệng, có a. Ta bảo ngươi trở về, không phải liền là có gai kích thú vị sự tình a. A, thật chứ? Tiểu long nữ hai mắt tỏa ánh sáng, cô nắm tay nhỏ, nói đi, đánh ai? Bản cô nương mạnh hơn rất nhiều, nhất định có thể đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Đánh ai còn không xác định, bất quá, có đại sự phát sinh. Một khi xác định, rất có thể sẽ đặc biệt, kích thích, ồ. Mau nói, tiểu long nữ rất là hưng phấn. Trong khoảng thời gian này, nàng đều nhanh biệt xuất cái chim tới. Từ khi Nhật Nguyệt Tiên Triều đánh một trận xong, nàng liền không có sóng, qua, mà lại Nhật Nguyệt Tiên Triều còn không có đến phiên nàng xuất thủ. Giờ phút này nghe nói kích thích chỗ nào còn có thể nhịn được. Việc này, cùng Đại Hoang Kiếm Cung có quan hệ. Lâm Phàm thần thần bí bí mở miệng, thấp giọng, chính là một cọc thiên đại bí mật, ngươi nói kích thích không kích thích. Cái gì? Cùng Đại Hoang Kiếm Cung có quan hệ, T. Tiểu long nữ lập tức hít sâu một hơi, một đôi mắt to vụt sáng, thú vị, quá thú vị. Mau nói, đến cùng là chuyện gì đây? Không biết. Lâm Phàm mở miệng yếu ớt. Tiểu long nữ, ngươi nói cái gì? Náo đâu? Ngươi cũng cho người ta cảm xúc điều động, người ta đều nhanh nhịn không nổi, kết quả ngươi nói cho ta ngươi không biết. Đây không phải hố người sao cái này? Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội. Lâm Phàm vội vàng trấn an nói, cũng là bởi vì không biết, cho nên mới đem ngươi gọi tới, tìm ngươi hỗ trợ mà. Ta mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng lại có thể xác định bọn hắn tất nhiên có vấn đề. Sự tình là như thế này tích. Lâm Phàm đem sự tình giải thích một phen, lập tức nói, nhưng muốn xác nhận bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì, còn phải vô địch bối giúp một chút.
kia cái gì, đây cũng không phải là vì chúng ta Lãng Nguyệt Tông. Dù sao cái này cùng chúng ta Lãng Nguyệt Tông có cái gì quan hệ. Nhưng Vạn Hoa Thánh Địa cùng Đại Hoang Kiếm Cung cùng là thánh địa, hơn nữa còn xem như gián tiếp cạnh tranh quan hệ. Đại Hoang Kiếm Cung có như thế có dị động, các ngươi Vạn Hoa Thánh Địa không có lý do không biết rõ ràng a. Vạn nhất, bọn hắn muốn làm chút gì đại sự ra đâu. Tiểu Long Nữ, ngươi nói rất hay có đạo lý, ta không gây nói đối mặt. Vô Tỷ Tỷ, theo ngươi thì sao? Nàng bưng lấy Quan Thiên Kính, khí linh Vô Tỷ Tỷ, lập tức hiện thân, nói, việc này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, cũng cùng chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa có chút liên quan, vậy liền nhìn chúng nhìn lên. Mới sẽ không nói cho các ngươi là chính ta rất hiếu kỳ. Ông, Vô Tỷ Tỷ biến mất, trong mặt gương, cảnh tượng phi tốc biến hóa, cũng trong phút chốc xuất hiện ổn định hình tượng. Nơi này, chính là Đại Hoang Kiếm Cung nội bộ. Hình tượng rất nhanh triệt để ổn định lại, rất nhỏ. Cũng chính là Lâm Phàm hai người đều là tu tiên giả, có tu vi mang theo, có thể dùng thần thức phóng đại, mới có thể nhìn rõ ràng. Dù sao, cơ hồ toàn bộ Đại Hoang Kiếm Cung khu vực hạch tâm, đều tại trong mặt gương, thành vi mô, cảnh tượng. Thánh địa lớn biết bao, cho dù chỉ là một cái khu vực hạch tâm, cũng cực kỳ kinh người. Rất nhanh, Vô Tỷ Tỷ mở miệng, trước mắt cũng không phát hiện dị thường, chẳng qua trước mắt toàn bộ Đại Hoang Kiếm Cung đều tại ta nhìn trộm phía dưới. Một khi có chỗ dị động, tất nhiên không cách nào giấu giếm được cặp mắt của ta. Vậy chúng ta liền chậm rãi chờ, từ từ xem. Đúng rồi. Vô Địch Bối không bằng thuận tiện nhìn xem, giờ phút này phải chăng có đệ cửu cảnh, kiếm tu đang bị Đại Hoang Kiếm Cung tìm phiền toái. Được. Vô Tỷ Tỷ đáp lại. Lập tức, mấy cái hình tượng đồng thời xuất hiện tại mặt kính phía trên. Đều là đệ cửu cảnh kiếm tu, có ba cái tại đại chiến. Còn có mấy người một mặt bất đắc dĩ. Cùng Đại Hoang Kiếm Cung các đệ tử đi cùng một chỗ, xem ra, là ngay tại đi đường về Đại Hoang Kiếm Cung. Trước mắt ngay tại tiếp xúc, chỉ có những người này, cũng không ít. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, chừng 7 người. 7 cái đệ cửu cảnh kiếm tu, vẫn chỉ là giờ phút này. Có chút có lẽ còn không có đụng tới, còn có chút, đã giải quyết. Tính như vậy, vân vân. Lâm Phàm đột nhiên nói, Vô Địch Bối phận, tán tu bên trong đệ cửu cảnh kiếm tu, trước mắt tổng cộng có nhiều ít. Toàn bộ tiên võ đại lục, tổng cộng 47 vị. 47 vị a. Cái số này, cũng không tính quá nhiều, nhưng cũng hợp lý. Bất quá, trong đó đại bộ phận đều tại Trung Châu. Trung Châu những kiếm tu kia có đó không? Ta xem một chút. Vô Tỷ Tỷ rất nhanh cho ra đáp lại, ngược lại là đều tại. Nhưng ta nhìn thấy Đại Hoang Kiếm Cung đội ngũ trên đường, bọn hắn ngay cả Trung Châu đệ cửu cảnh kiếm tu đều không muốn buông tha. Dù là Vô Tỷ Tỷ kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Mục đích của bọn hắn đến cùng là, đoán không ra, chỉ có thể chờ đợi. Lâm Phàm nhíu mày, chắc chắn sẽ có đầu mối. Nửa ngày sau, Từ Phượng Lai truyền về tin tức, Thiên Cơ Lâu không tiếp lần này việc. Nói cách khác, đại khái suất là không biết, hoặc là coi như biết, cũng không dám nói. Cái này khiến Lâm Phàm chân mày nhíu càng sâu, luận thực lực, Thiên Cơ Lâu chưa hẳn liền sẽ yếu tại thánh địa, nhưng liền ngay cả bọn hắn đều không rõ ràng hoặc là không dám nói, kia. Liên lụy sự tình, sợ không chỉ là một nhà thánh địa đơn giản như vậy. Bất quá cũng đúng. Như vẻn vẹn chỉ là liên lụy một nhà thánh địa, Đại Hoang Kiếm Cung làm sao về phần này. Kiếm tu sức chiến đấu rất mạnh, Đại Hoang Kiếm Cung tại trong thánh địa có lẽ xếp hạng không đủ gần phía trước, nhưng hắn sức chiến đấu, cũng tuyệt đối đủ mạnh hoành, cho dù là cùng là thánh địa đều không có mấy nguyện ý trêu chọc. Nhưng bây giờ, Đại Hoang Kiếm Cung lại làm như thế phái, nguyên do trong đó, hiển nhiên thật không đơn giản. Lại mấy ngày sau, Đại Hoang Kiếm Cung khu vực hạch tâm rốt cục có động tĩnh. Hình tượng lập tức hoán đổi. Lâm Phàm cùng Tiểu Long Nữ thì là trước tiên tập trung tinh thần quan sát. Đại Hoang Kiếm Cung, khu vực hạch tâm mỗ trong phòng nghị sự. Cung chủ cùng người khác cao tầng thình lình xuất hiện, hiển nhiên là muốn họp. Khi tất cả người đến đông đủ, cung chủ trầm giọng mở miệng, sự tình làm như thế nào? Đúng quy đúng củ. Một vị trưởng lão thở dài, không tính quá thuận lợi, nhưng cũng không tính quá kém. Trước mắt, đã có 20 vị đệ cửu cảnh kiếm tu vào cung. Là ngoại môn chấp sự, nhưng còn lại những cái kia, cơ bản không tốt đắc thủ. Chỉ có 20 vị, kiếm cung chi chủ khẽ nhíu mày, thiếu chút. Tất cả trưởng lão cười khổ, đều là kiếm tu, có chút tính tình cương liệt, cũng có cá biệt thậm chí không cho chúng ta kiếm cung mặt mũi. Nhưng trước mắt ra ngoài đều là hạch tâm đệ tử, tự nhiên không phải đối thủ của bọn họ, nếu là muốn hung ác một chút. Không bằng chúng ta những trưởng lão này tự mình đi, nghĩ đến chí ít còn có thể mang về 10 vị tả hữu. Kiếm cung chi chủ không có trước tiên đáp lại, mà là lấy ngón tay có tiết tấu gõ nhẹ tử tinh ngọc thạch mặt bàn, sau đó mới chậm rãi mở miệng, cho dù lại thêm 10 vị, vẫn như cũ có chút không đủ. Dù sao, bọn hắn thực lực tương đối yếu kém, không thể lấy trong cung đệ cửu cảnh chiến lực để cân nhắc. Thôi,
việc này, giao cho các ngươi đi làm. Cần phải chỉ ít lại mang về 10 người. Mặt khác, trong cung điều 5 vị đệ cửu cảnh cùng nhau tiến đến. Từ Thái Thượng Tam Trưởng Lão xuất lĩnh. Nếu không, bên trên trách tội, sẽ rất phiền phức. Rõ. Hội nghị kết thúc. Lâm Phàm chân mày nhíu sâu hơn. Bên trên trách tội. Đại Hoang Kiếm Cung, Thánh Địa. Còn có phía trên. Còn sợ phía trên trách tội. Lâm Phàm có một loại thế giới quan bị phá vỡ cảm giác. Mẹ nó Thánh Địa còn có phía trên. Không thể nào. Hắn nhìn về phía Vạn Hoa Thánh Địa. Các ngươi Thánh Địa, còn có thượng cấp. A. Tiểu Long Nữ một mặt mờ mịt. Không biết A, chưa nghe nói qua. Hẳn không có A. Vô địch bối. Lâm Phàm nhìn về phía Quan Thiên Kính. Không có. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lâm Phàm sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nếu như không có, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Bọn hắn trong miệng phía trên, là thật. Phía trên. Thượng giới. Ta dựa vào, Lâm Phàm nhịp tim đều tại gia tốc. Mẹ a, vốn cho rằng Đại Hoang Kiếm Cung muốn làm cái gì đại sự, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cái khác thánh địa đây. Kết quả, vậy mà đặc nương chính là thượng giới, mỗi thế lực an bài. Còn 30 vị đệ cửu cảnh kiếm tu đều không đủ. Kia mẹ nó đến cùng là muốn làm gì a? Cái này, đây chính là đệ cửu cảnh, không phải tạp ngư a, càng không phải là pháo hôi a. Một vị đệ cửu cảnh đều có thể nhẹ nhõm diệt đi một cái không có đệ cửu cảnh tiên triều cùng phổ thông nhất lưu thế lực, 30 vị còn mẹ nó chưa đủ, muốn nghịch thiên a bọn hắn. Nói bọn hắn là muốn tiến đánh cái nào đó thánh địa ta đều tin. Lâm Phàm ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích, bất quá hẳn không phải là có chuyện như vậy, nhưng có thể xác định là chờ đợi những này đệ cửu cảnh kiếm tu. Đại khái suất không phải chuyện gì tốt, cũng không có gì tốt hạ tràng. Ngươi đoán hẳn là không sai. Vô Tỷ Tỷ tại lúc này mở miệng, nói, Đại Hoang Kiếm Cung Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Đồng thời, hình tượng xuất hiện người này hình ảnh, Lâm Phàm xem xét, khẽ nhíu mày. Người này, tựa hồ có chút không thích hợp. Đệ cửu cảnh đỉnh phong, nhưng lại thọ nguyên sắp hết. Lại bởi vì lúc tuổi còn trẻ từng chịu đựng ngoài ý muốn, dẫn đến đạo cơ bị hao tổn, hắn sớm đã đến cực hạn, không cách nào lại tiến lên dù là mảy may. Cho nên, Lâm Phàm giật mình trong lòng, dẫn đội, là cái hẳn phải chết người sắp chết. Cái này càng có vấn đề. 30 vị đệ cửu cảnh, Đại Hoang Kiếm Cung khẳng định là có thể lấy ra, dù sao lấy thánh địa nội tình. Đừng nói là nội tình, chính là đương đại trưởng lão cộng lại chỉ sợ cũng không chỉ 30 vị a. Nếu là công việc tốt, Đại Hoang Kiếm Cung sao lại ở bên ngoài tìm kiếm tu đến đỉnh bao. Há lại sẽ để một kẻ hấp hối sắp chết tiến đến dẫn đội. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Những này đệ cửu cảnh kiếm tu. Chỉ sợ thật đúng là đi làm pháo hôi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà lên. Cái này mẹ nó đến tột cùng là đi chỗ nào a? Đệ cửu cảnh đều là pháo hôi, tiên võ đại lục còn có loại địa phương này. Hắn đột nhiên cảm thấy Alexander, vẫn cho là tiên võ đại lục mặc dù nước sâu, nhưng cũng coi như tại có thể tưởng tượng phạm vi bên trong. Cơ bản cũng là thánh địa chính là chân chính thứ nhất bậc thang tồn tại nha, nhất là Trung Châu mấy cái kia thánh địa, liền không có so với bọn hắn càng điểu. Liền không có so công lược những này thánh địa phó bản, càng khó khăn phó bản đi, về phần mạnh nhất boss, đại khái suất cũng chính là cái nào đó trong thánh địa độ kiếp thất bại, binh giải là tán tiên cái nào đó lão gia hỏa. Kết quả ngươi bây giờ nói cho ta, Đại Hoang Kiếm Cung muốn công lược mỗ phó bản, hư hư thực thực cần đệ cửu cảnh pháo hôi, còn phá lệ sợ phía trên người trách tội, cho nên, tiên võ đại lục kỳ thật mạnh nhất cũng không phải là thánh địa, còn mẹ nó có càng sâu nước. Lâm Phàm nhíu mày, nhìn về phía Quan Thiên Kính. Thấp giọng nói, vô địch bối phận, ta không biết ta tiếp xuống yêu cầu, có phải là hay không tiên võ đại lục giấu sâu nhất, trừ thánh địa bên ngoài không thể nói cho những người khác bí mật. Nếu như là, ngài không trả lời chính là, còn xin chớ nên trách tội vãn bối mạo phạm. Ngươi nói, Vô Tỷ Tỷ rất cho mặt mũi. Ta muốn hỏi, tiên võ đại lục phải chăng có cái gì siêu cấp bí cảnh, sinh mệnh cấm khu loại hình? Nhất là trong đó có chỗ cực tốt, đáng giá Đại Hoang Kiếm Cung bốc lên như thế nguy hiểm tồn tại. Vô Tỷ Tỷ. Không có. Bình thường mà nói không đối ngoại công bố nguy cơ, hoặc là hiểm địa, cũng là có như vậy một chút, nhưng thánh địa nhóm nội bộ cơ bản đều có thể giải quyết, không đến mức như thế. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, xa không đến nỗi tại đây. Xa không đến mức như thế. Lâm Phàm minh ngộ. Cái này có ý tứ. Như thế nói đến, chỉ có hai loại khả năng. Lâm Phàm suy tư nói, một, bọn hắn phát hiện một chỗ bí cảnh, hoặc là một cái tiểu thế giới, cái này trong tiểu thế giới 10 phần hung hiểm. Đệ cửu cảnh đi vào cũng có thể là pháo hôi, hoặc là nhất định phải có một đám đệ cửu cảnh liều chết công lược, mới có thể công lược xuống tới. Hai, việc này, cùng phía trên có quan hệ. Có lẽ là bọn hắn tìm được mỗ đầu thông hướng phía trên đường, hay là người ở phía trên, chủ động liên hệ. Hắn chân mày nhíu càng sâu.
ta trước mắt chỉ có thể nghĩ đến hai loại khả năng. Mà lại, vô luận là loại tình huống nào, đối Đại Hoang Kiếm Cung mà nói đều có áp lực, bọn hắn không muốn để nhà mình đệ cửu cảnh đại năng liên tiếp chịu chết, liền từ bên ngoài vớt người, cưỡng ép cho cái kiếm cung ngoại môn chấp sự thân phận, để bọn hắn đi chịu chết. Bất quá, cũng không có đơn giản như vậy a. Đều là kiếm tu nặng nhất khí khái, huống chi là đệ cửu cảnh kiếm tu. Vũ lực có thể để cho bên trong 3 năm thành khuất phục liền đã là không tệ, tất không có khả năng để bọn hắn tất cả đều khuất phục, như vậy. Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ những này kiếm tu phản kháng sao? Ngươi nói, không có đạo lý. Vô Tỷ Tỷ chậm rãi đáp lại, nói, mới ta đem hết khả năng dò xét, cũng không phát hiện có mới ra, cường hoành như vậy tiểu thế giới hoặc bí cảnh tồn tại. Cho nên là thượng giới can thiệp. Huống chi, nếu là bí cảnh bình thường mà nói, cũng sẽ không chỉ cần kiếm tu. Chỉ là cần công lược bí cảnh, chỉ cần kiếm tu làm gì. Nếu là thuộc về kiếm tu khảo hạch loại bí cảnh, ngoại giới kiếm tu, lại như thế nào có thể so sánh qua được bọn hắn Đại Hoang chính kiếm cung kiếm tu. Khảo hạch, không đến mức để ngoại nhân tới. Bởi vậy, cơ bản có thể xác định, Vô Tỷ Tỷ đột nhiên có chút ảo não, những năm này quá mức thư giãn. Nhất là thân ở Hoàng Kim Đại Thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ta nên thời khắc chú ý, nhìn trộm thiên hạ mới là. Nếu không phải quá mức thư giãn, há lại sẽ như lúc này tình huống như vậy không rõ. Ai nha? Không thể lại lười biếng đi ngủ á. Nàng biểu thị chính mình muốn tích cực một chút. Kỳ thật, đối Quan Thiên Kính khí linh mà nói, nhìn trộm thiên hạ cũng không mệt mỏi. Chí ít sẽ không cảm giác mỏi mệt. Chỉ là đi. Dễ dàng gặp tâm linh thương tích. Đã thấy nhiều, luôn cảm thấy khó. Dù sao to lớn tiên võ đại lục bên trong, mỗi một phút mỗi một giây, đều có gần như vô số sự tình phát sinh. Những cái kia phổ thông, ngược lại cũng thôi. Những cái kia hắc ám. Đã thấy nhiều, là thật làm cho người hoài nghi nhân sinh. Lại dễ dàng để cho người ta vặn vẹo, nhất là nàng từng phát hiện, dù là chính mình nhìn trộm thiên hạ cũng không biết đã bao nhiêu năm, vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy mới hắc ám. Mà lại là tầng tầng lớp lớp, hoa văn trồng chất, đủ để cho nàng đều lần lượt khiếp sợ hắc ám. Cũng nguyên nhân chính là như thế, theo thời gian chuyển rời, theo vạn hoa thánh địa dần dần vững chắc, nàng cũng liền không cần thời khắc đi nhìn trộm thiên hạ. Không cần thiết. Ngẫu nhiên chú ý một chút trọng điểm khu vực là được. Kết quả hiện tại xem ra. Chí ít Hoàng Kim Đại Thế không thể như thế. Cái này cũng không thể trách Vô Tỷ Tỷ. Thế sự hay thay đổi a. Lâm Phàm thổn thức, bất quá việc này hoàn toàn chính xác cần trọng điểm chú ý, có thể hay không phiền phức Vô Địch Bối nhìn bọn hắn chằm chằm rốt cuộc muốn làm gì, nếu là có tin tức, thông báo một tiếng, tốt. Vô Địch Bối đáp ứng, bất quá việc này, ta sẽ nói cho Cố Tinh Liên. Đây là đương nhiên. Lâm Phàm cười gật đầu, Quan Thiên Kính là Vạn Hoa Thánh Địa trấn giáo đế binh, chính mình chẳng qua là mượn dùng. Một chút, còn có thể không cho người ta chủ nhân sử dụng hay sao? Không có đạo lý như vậy. Một trận thương nghị xuống tới, chỉ có tiểu long nữ bất mãn nhất ý. Nàng lẩm bẩm miệng, đã nói xong kích thích đâu. Đệ cửu cảnh đều là pháo hôi, còn không kích thích sao? Lâm Phàm hỏi lại. Tiểu long nữ, người nói rất hay có đạo lý, ta không gây nói đối mặt. Thế nhưng là vấn đề tới. Đệ cửu cảnh đều là pháo hôi địa phương, ta có thể đi chơi mà sao? Náo đây. Bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Ngay tại như vậy trong không khí sốt sắng, nửa tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Một ngày này, tiểu long nữ chủ động tới tìm Lâm Phàm. Tiến vào Lãng Nguyệt Cung về sau, Quan Thiên Kính tự hành hiển hiện. Đại Hoang Kiếm Cung hình tượng hiển hiện tại trên đó, Vô Tỷ Tỷ thanh âm cũng theo đó truyền đến. Có tin tức, bọn hắn đã lấy tới đủ số lượng đệ cửu cảnh kiếm tu. Kiếm Cung Thái Thượng Tam Trưởng Lão đang chuẩn bị tiến về Trấn An. Ồ! Lâm Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo, tập trung tinh thần nhìn về phía trong kính tràng cảnh. Cho chúng ta một cái công đạo. Đúng, cho ta các loại một cái công đạo. Để chúng ta cùng nhau đi tới. Đi hướng chỗ nào, dù sao cũng phải sớm cáo chi một tiếng. Hừ, chúng ta mặc dù không phải ngươi kiếm cung đối thủ, nhưng cũng mơ tưởng như thế tùy ý đem chúng ta đến kêu đi hết. Muốn đem chúng ta xem như pháo hôi sao? Cận kề cái chết không theo. Đệ cửu cảnh kiếm tu nhóm không phải người ngu. Luôn có người có thể đoán được thứ gì, giờ phút này nháo đằng lợi hại, không nguyện ý phối hợp. Mà kiếm cung nhưng cũng không vội. Thái thượng tam trưởng lão chậm rãi đi tới, ha ha cười nói, chư vị, đừng vội. Cùng là kiếm tu, ta kiếm cung, há có thể hại các ngươi. Lần này, cũng không phải là để ngươi các loại làm bia đỡ đạn, mà là cho các ngươi một trận đầy trời cơ duyên cùng tạo hóa. Cái gì tạo hóa? Có người cười lạnh. Kiếm cung thái thượng tam trưởng lão thản nhiên nói, kiếm khí trường thành. Chương 300, tiên giới mạnh nhất phòng tuyến một trong. Tiên môn, đoạt xá, thổn thức. Kiếm khí trường thành. Chúng đệ cửu cảnh kiếm tu đều là một mặt mờ mịt. Kiếm khí trường thành là cái gì địa phương? Hoàn toàn chưa từng nghe qua a.
Đúng, kiếm khí trường thành. Đại Hoang kiếm cung vị này thái thượng tam trưởng lão thật cũng không thừa nước đục thả câu, cười ha ha, nói, đây là các ngươi vô thượng cơ duyên. Ngươi nói là chính là, có người bất mãn, chúng ta nhiều người như vậy, nhưng không có bất luận kẻ nào nghe qua cái gì kiếm khí trường thành, lại càng không biết kia đến tột cùng ra sao địa. Muốn cho chúng ta tiến đến, dù sao cũng phải nói rõ ràng mới là. Gấp cái gì? Thái thượng tam trưởng lão lườm người này một chút, lạnh nhạt đáp lại, biết các ngươi có rất nhiều bất mãn, nhưng kiếm khí trường thành, đối bất luận cái gì kiếm tu mà nói đều là vô thượng cơ duyên. Bởi vì, kiếm khí trường thành, tại tiên giới, là tiên giới 3.000 vạn kiếm tiên trong lòng vô thượng thánh địa. Càng có không đến kiếm khí trường thành không phải kiếm tiên thuyết pháp. Cái nào kiếm tiên suốt đời mộng tưởng, không phải đi kiếm khí trường thành uy chấn thiên hạ. À người nói thật dễ nghe. Nhưng mà, đám người nhưng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, thật tốt như vậy. Người kiếm cung người vì sao không đi? Còn muốn cho ta các ngoại nhân? Làm ta các loại là kẻ ngu hay sao? Ta kiếm cung đệ tử tự nhiên cũng muốn đi. Lần này, không chỉ có ta kiếm cung lại phái 5 vị nội môn trưởng lão cùng nhau đi tới, lão phu cũng sẽ tự mình tiến đến. Hắn cười lạnh một tiếng, có lẽ, các ngươi cho là ta kiếm cung là để ngươi các loại làm bia đỡ đạn. Trò cười, các ngươi căn bản không có tư cách này. Về phần vì sao không được đầy đủ để cho ta kiếm cung ra những nhân thủ này, vậy dĩ nhiên là phải bảo đảm thánh địa vững chắc cùng thực lực. Duy nhất một lần điều quá nhiều đệ cửu cảnh, dù cho là ta Đại Hoang kiếm cung cũng có chút phí sức, nếu không, sao lại có các ngươi cơ hội. Đám người nghe xong, giống như đích thật là như thế cái đạo lý. Dù sao người ta thánh địa cũng là muốn sinh tồn, nếu là điều hơn 10 vị đệ cửu cảnh, cho dù là thánh địa nội bộ đều muốn không hư, vạn nhất cái khác thánh địa hoặc là mấy cái siêu nhất lưu thế lực liên hợp gây sự, không hư Đại Hoang kiếm cung thật đúng là chưa hẳn có thể thủ được. Lý do này, nói thông được. Nhưng bọn hắn vẫn có chút chần chờ, nói dễ nghe. Có thể kiếm khí trường thành đến tột cùng là cái gì địa phương, ngươi lại là muốn nói rõ ràng. Thôi được. Đại Hoang kiếm cung tam trưởng lão khẽ nhíu mày, ám đạo những người này quả nhiên không có tốt như vậy lừa gạt. Lập tức thở dài, cái gọi là kiếm khí trường thành, chính là tiên giới ngăn cản dị vực mạnh nhất phòng tuyến một trong. Nghe thấy lời ấy, đám người thần sắc trong nháy mắt một mảnh trắng bệch. Ngọa tào. Ngươi đại gia, chúng ta mẹ nó thật đúng là tưởng rằng cái gì kiếm tu thánh địa, là vô số kiếm tiên tha thiết ước mơ tu hành chỗ, kết quả ngươi lại nói cho chúng ta biết là chiến trường. Hơn nữa còn là tiên giới đối kháng một thế giới khác chiến trường. Tiên giới A, kiếm tiên A, kém nhất đều có thể nhẹ nhõm dây chúng ta toàn bộ A. Bọn hắn đối kháng dị vực chiến trường, các ngươi mẹ nó để chúng ta những này hạ giới đệ cửu cảnh kiếm tu bên trên. Bệnh tâm thần A, chúng ta mẹ nó tại hạ giới xem như đại lão. Tại thượng giới tính cái chùy, chúng ta vẫn là kiếm tu, người ta là cái gì? Kiếm tiên. Mà lại, trong đó một vị nữ kiếm tu biến sắc, cho nên, thượng giới mạnh nhất phòng tuyến một trong, kiếm khí trường thành trước mắt ta ngộ nguy cơ, gấp thiếu nhân thủ. Bởi vậy, để các ngươi Đại Hoang kiếm cung ra nhân thủ tiến đến tham chiến, tương trợ. Nhưng ngươi Đại Hoang kiếm cung lại làm cho chúng ta tiến đến. Cái này, còn không phải để cho chúng ta làm bia đỡ đạn. Mẹ nó, có thể đuổi theo giới nhiều như vậy kiếm tiên liều sống liều chết. Thậm chí để thượng giới kiếm tiên cũng không có cách nào tại hạ giới thu thập nhân thủ. Đối diện được nhiều mạnh a. Để chúng ta đi. Thật mẹ nó để mắt chúng ta a. Chúng ta có tài đức gì, để các ngươi như thế nhớ thương. Tỉnh táo. Đại Hoang kiếm cung tam trưởng lão nhướng mày, nói, biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng lão phu cùng kiếm cung người cùng đi, các ngươi sợ cái gì. Huống chi, nếu thật là pháo hôi, thượng giới tại sao lại liên hệ ta kiếm cung, để cho chúng ta điều động đệ cửu cảnh kiếm tu tiến về. Thượng giới cần các ngươi những này pháo hôi. Động não ngẫm lại đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, cho nên lão phu mới nói, chớ có tự cho là đúng, các ngươi căn bản không có làm bia đỡ đạn tư cách. Cái này, đám người tưởng tượng cũng là như thế cái đạo lý, hoàn toàn chính xác không có tâm bệnh a. Nếu thật là đi kiếm khí trường thành, vậy mình đám người xác thực không có làm bia đỡ đạn tư cách. Chợt nhìn tự hồ hơn 10 vị đệ cửu cảnh, rất gia châu, thế nhưng là tại thượng giới tính cái chùy. Tùy tiện một cái kiếm tiên đều có thể loạn giết bọn hắn toàn bộ. Làm gì như thế phiền phức, mang nhiều người như vậy đi lên. Vậy cái này đến cùng là, nói, là cơ duyên. Đại Hoang kiếm cung tam trưởng lão thở dài, vì sao chính là không tin đâu. Các ngươi có biết, kiếm khí trường thành kéo dài 300 triệu ức dặm. Có biết trong đó có bao nhiêu kiếm tiên. Lại có bao nhiêu kiếm tiên, dù cho là tại tiên giới, đều là đỉnh thiên lập địa, vô cùng cường hoành tồn tại. Bọn hắn là mạnh đến các ngươi, thậm chí lão phu đều khó mà lý giải tồn tại. Bọn hắn tiện tay một chiêu một thức, tùy tiện một kiếm, đều vượt qua tất cả chúng ta nhận biết. Có thể nhìn thấy bọn hắn xuất kiếm,
dù chỉ là một lần, đều thắng qua chúng ta ngàn năm, vạn năm khổ tu, lĩnh hội. Các ngươi tự suy nghĩ một chút, đây có phải hay không là cơ duyên? Thậm chí, chúng ta đạt được hứa hẹn, đi lên người, sẽ còn đạt được những cái kia kiếm tiên tỉ mỉ bồi dưỡng. Nhất là thiên phú xuất chúng người, càng là có cơ hội trở thành những cái kia kinh thiên kiếm tiên chi thân truyền đệ tử. Sao mà may mắn? Các ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Thái thượng tam trưởng lão đảo mắt đám người, thấy mọi người đều ý động, không khỏi nói tiếp, nếu có thiên phú, nếu có cơ duyên. Bái vô thượng kiếm tiên, kinh thiên kiếm tiên vi sư, tu hành chí cường kiếm đạo. Đây là cỡ nào vinh hạnh, tương lai lại đem cỡ nào rộng lớn. Về phần các ngươi lo lắng phong hiểm, ha ha, tự nhiên cũng có. Thượng giới cũng không bình tĩnh. Hắn đột nhiên thở dài một tiếng, nói tiếp, cho dù những cái kia kinh thiên tồn tại, đều đang liều mạng, đều tại chống cự ngoại địch. Cho dù là được xưng là tiên đế vô thượng kiếm tiên, đều có nguy cơ vẫn lạc, đi lên về sau, há lại sẽ không có nguy hiểm. Bất quá, các ngươi có thể yên tâm là, chí ít ở trên đi mới bắt đầu, sẽ không trở thành pháo hôi, cũng sẽ không để các ngươi, để chúng ta trên chiến trường. Vẫn là câu nói kia, không có trở thành pháo hôi tư cách, mà là sẽ cho chúng ta cơ duyên, dạy ta các loại tu hành, để cho chúng ta trưởng thành. Chờ đến chúng ta trở thành kiếm tiên, có đầy đủ thực lực lúc. Ngược lại là hoàn toàn chính xác cần tham chiến. Nhưng tiền đề cũng thế, có đầy đủ thực lực. Bởi vì cái gọi là đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Lão phu không ép ở chết, chỉ sợ đến chết, cũng không từng thấy biết đến chân chính kiếm đạo, đều chưa từng thấy biết kiếm tiên phong thái. Cho nên, lão phu tất nhiên muốn đi. Hắn nhìn về phía đám người, mắt lộ ra xem thường. Nếu là tới này đều e ngại, chật chật chật, uổng là kiếm tu. Lão phu, quả nhiên là thất vọng đến cực điểm. Ngay cả kiếm tu khí khái đều không có, chật chật chật. Thôi thôi, cùng là kiếm tu, là lão phu xem trọng các ngươi. Đã sợ, liền rời đi thôi. Đi thong thả, không đưa. Một tiếng cười nhạo, để chúng kiếm tu mặt đỏ tới mang tai, từng cái thở hổn hển. Quá khinh người, quá coi thường người. Chúng ta cùng là kiếm tu, lại đều là đệ cửu cảnh kiếm tu. Sao lại không có kiếm tu khí khái? Không có kiếm tu khí khái, có thể tu hành đến đệ cửu cảnh, náo đâu? Nữ tử kia cười lạnh nói, lão gia hỏa, ngươi cũng không muốn ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, dùng phép khích tướng. Quá vụng về, người nào xem không hiểu. Kiếm khí trường thành. Tại chúng ta mà nói, đích thật là thánh địa, nhưng cũng là trong thánh địa tuyệt địa. Bất quá, dù cho là tuyệt địa lại như thế nào, ta Phó Hồng Tuyết có sợ gì chi, tính ta một người là được. Thái thượng tam trưởng lão có chút cười cười xấu hổ. Cái này, khích tướng của mình pháp thật như vậy vụng về sao? Bất quá ngươi biết là được, tại sao phải nói ra đâu? Làm ta có chút xấu hổ a. Bất quá, chỉ cần ta không biểu hiện ra đến, lúng túng chính là người khác. Huyết hải kiếm tu Phó Hồng Tuyết, không tệ, không tệ. Tuy là một giới nữ lưu, nhưng cái này can đảm, cái này lòng dạ, cái này khí khái, lại là để lão phu đều bội phục vô cùng. Về phần những người khác mà hắn bĩu môi, ách, đám người, người sách mẹ nó đâu? Tính ta một người, ta cũng đi. À, đều là kiếm tu, chúng ta có sợ gì? Hoàn toàn không sợ. Tăng thêm lão phu. Cùng đi. Chúng ta kiếm tu gì thiết đánh một trận. Nếu có thể kiến thức vô thượng kiếm tiên phong thái, cho dù thật trở thành pháo hôi, cũng là chết cũng không tiếc. Để ngươi nhìn một cái chúng ta khí khái. Rất nhanh, rất nhiều kiếm tu nhao nhao biểu thị muốn đi, mà lại quần tình xúc động, tranh nhau chen lấn. Đều là kiếm tu, còn cùng là đệ cửu cảnh, dựa vào cái gì trào phúng chúng ta, huống chi, ai còn không có điểm truy cầu rồi, ai còn không muốn trở thành kiếm tiên sao? Nhất là tiên giới vô thượng kiếm đạo, nên cỡ nào lợi hại a? Kiếm khí trường thành chi chiến, lại nên cỡ nào phong thái, nhìn lên một cái, liền cũng là chết cũng không tiếc a. Không tệ, không tệ. Thái thượng tam trưởng lão khẽ vuốt cằm, ngược lại là tiểu xảo các ngươi, có chút cốt khí, không có đọa chúng ta kiếm tu tên tuổi. Đã đều nguyện đi, vậy liền trở về chuẩn bị một phen đi. 3 ngày sau, cùng nhau xuất phát. Câu nói này, lại là đem mọi người làm tiếc. Như thế nào xuất phát? Đi tiên giới a, ngươi làm là đi du ngoạn đâu, nói đi là đi. Còn để chúng ta chuẩn bị. Như thế nào chuẩn bị, làm sao chuẩn bị, ngươi dù sao cũng phải nói rõ ràng à. Không nói rõ ràng chúng ta làm sao làm. Cái này tự nhiên không cần các ngươi quan tâm. Thái thượng tam trưởng lão cũng rất là bình tĩnh. Nói, các ngươi chỉ cần quản tốt chính mình liền có thể. Làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, an bài tốt rời đi về sau tất cả công việc. Mang lên muốn mang chi vật. 3 ngày sau, lão phu mang các ngươi. Nhập tiên giới. Đi hướng kiếm tiên thánh địa. Kiếm khí trường thành. Lâm Phàm chau mày. Nơi này, hắn quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc là bởi vì kiếm đến.
chưa từng tới kiếm khí trường thành, cũng không thể xưng là kiếm tu. Có thể cái này kiếm khí trường thành cùng cái kia giống nhau sao? Không giống, rõ ràng bức cách cao hơn a. Cái đồ chơi này thế nhưng là tại tiên giới trường thành, mà lại mục đích là vì chống cự dị vực. Tiên đế đều muốn chiến tử. Cái này bức cách, cao có chút dọa người a. Thậm chí chính là những cái kia vô thượng kiếm tiên, đều có chút không còn chút sức lực nào. Tiên giới nhiều như vậy kiếm tu đều có chút không ngăn được, bắt đầu ở hạ giới giao người. Lâm Phàm không khó phỏng đoán đến, bọn hắn cũng không chỉ là tại tiên võ đại lục giao người. Đại khái suất là tại tất cả có thể liên hệ với hạ giới, đều tại giao người, giao đệ cửu cảnh kiếm tu. Về phần mục đích nha, có lẽ là đi lên làm việc vặt, cũng có thể là mang lên đi bồi dưỡng, chọn lựa nhân tài, vì đó sau đại chiến làm chuẩn bị. Có lẽ, cũng có những khả năng khác, cái đồ chơi này khó mà nói. Nhưng có một chút có thể xác định, tiên giới thời gian, xem ra cũng không dễ chịu a. Còn có, Lâm Phàm hai mắt nhắm lại, như thế để cho ta nghĩ đến Đại Thừa Phật Giáo. Món đồ kia màu đen đặc hiệu, từng cái cùng mẹ nó vô thiên giống như. Nếu như nói tiên giới kiếm tiên một mình đảm đương một phía, chấn thủ kiếm khí trường thành, như vậy, tiên giới đại hòa thượng nhóm, lại là cái gì tình huống? Không hiểu, đoán không ra. Bất đắc dĩ, Lâm Phàm chỉ có thể như vậy liên hệ Từ Phượng Lai, cũng đem việc này cáo chi, kiếm khí trường thành. Từ Phượng Lai nhíu mày nam ni, kinh văn kiếm khí trường thành, dù là còn không biết đạo kiếm khí trường thành là cái thứ gì, nhưng hắn lại mơ hồ phát giác được không ổn. Kiếm khí trường thành. Nghe vậy, Tam Diệp toàn thân chấn động. Kiếm khí trường thành. Trong chớp nhoáng này, nó tựa như trong nháy mắt vượt qua vô số thời không, thấy được một tòa kinh thiên vĩ địa trường thành. Trường thành kéo dài tỉ tỉ bên trong, nằm ngang ở không ấn tinh không bên trong. Khó nói lên lời cổ lão cùng tang thương. Trường thành bên ngoài, vô số pha tạp vết em áo cùng kinh khủng thi hài tại phiêu đãng. Trên tường thành, trải rộng không biết bao nhiêu năm tháng đến nay để lại đại chiến vết tích. Một thanh lại một thanh tiên giới cắm ở tường thành các nơi. Nhưng lại tất cả đều không trọn vẹn. Bên trong thành, không biết nhiều ít kiếm tiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn phong thái, khiến vô số người chú mục. Mà trước tiên một người, lại thấy không rõ diện mạo, hắn xuất lĩnh vô tận kiếm tu mặt hướng trường thành bên ngoài, một đôi mắt, tựa hồ xuyên thủng hết thảy, trực chỉ dị vực. Hình tượng thuận hắn hai con ngươi chỗ nhìn phương hướng đi xa, kia là một mảnh kinh khủng hư không, trong đó không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống, thậm chí, ngay cả tử vật đều không có. Cho dù là một chút lớn tinh hài cốt, không có cái gì, đều không có, chỉ có hắc ám, bóng tối vô cùng vô tận, không có gì sánh kịp hắc ám. Giống như có thể đem hết thảy tất cả đều thôn phệ hắc ám, tới. Đột nhiên, một tiếng nam ni giống như bên tai bờ truyền đến. Thương Lan giới kiếm tu A Sóng, xin chiến. Oanh, kiếm khí tung hoành 300 vạn dặm. Có 16 cảnh kiếm tu xuất thủ, nhân kiếm hợp nhất, chỉ là trong chốc lát, liền xông ra kiếm khí trường thành. Mà kia vô tận trong bóng tối. Đồng dạng có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đối phương, lại cũng là dẫn theo một thanh kiếm, cũng là kiếm tu. Thực lực không kém chút nào vị này A Sóng, sau đó, chiến lên, quá mạnh mẽ, kia một kiếm lại một kiếm, dù cho là Tam Diệp, đều trầm mê ở trong đó, sau đó, A Sóng tiên kiếm bẻ gãy, cuối cùng dùng hết thảy, một mạng đổi một mạng. Trước khi chết, hắn giơ thẳng lên trời cười to, ai nói ta Thương Lan giới không có kiếm tu. Phía sau, một vị lại một vị kiếm tiên từ Thương Lan giới đi ra, kia bóng đêm vô tận bên trong, cũng là đi ra một vị lại một vị kiếm tiên. Quyết đấu đỉnh cao, đúng nghĩa đánh ra phong độ tuyệt thế. Quá mạnh mẽ, song phương lẫn nhau có thắng bại, cũng có đồng quy vu tận. Tới cuối cùng, song phương tự hồ cũng không còn thỏa mãn với từng đôi chém giết. Đại hỗn chiến, bắt đầu. Kia thấy không rõ khuôn mặt vô thượng kiếm tiên một ngựa đi đầu, lấy một địch năm, đúng là một người ngăn lại đối phương năm vị cường giả tuyệt đỉnh. Ầm ầm, bọn hắn bộc phát đại chiến. Nhưng về sau, hết thảy đều thấy không rõ. Tam Diệp chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức. Sau đó, xuất hiện ở không ngừng kéo xa, thẳng đến hoàn toàn không thể gặp. Bạch, Tam Diệp tựa như đột nhiên thanh tỉnh. Ý thức trong nháy mắt này trở về. Chỉ là giờ khắc này, nó đột nhiên trầm mặc. Cũng cảm giác thần hồn chấn động, giống như muốn vỡ vụn. Kia! Kia đến tột cùng là cái gì? Ta tại sao lại đột nhiên nhìn thấy những cái kia? Kia! Chính là kiếm khí trường thành sao? Là ảo tưởng, vẫn là... Tam Diệp trầm mặc. Thật lâu khó mà bình tĩnh. Mà Lý Thuần Cương khi biết kiếm khí trường thành sự tình về sau, đột nhiên sinh lòng hướng tới. Thượng giới vô số kiếm tiên, kiếm khí trường thành sao? Kia! Phải là cỡ nào phong thái? Nếu có thể kiến thức những kiếm tu kia, tuy là chết, cũng không tiếc đi. Chỉ là, tin tức này chiếm được ở đâu?
ta nếu là nghênh ngang chạy tới Đại Hoang Kiếm Cung, chỉ sợ sẽ bị bọn hắn hào hào chào hỏi. A, ngươi muốn đi? Đặng Thái A có chút nhíu mày, đi lên về sau, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Nghĩ là nghĩ, nhưng vẫn là không đi đi. Lý Thuần Cương khẽ gật đầu, ta cũng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Mà lại, cũng không thể bán đứng Lãng Nguyệt Tông. Nói đến hiếu kỳ, lấy chúng ta hai người, tăng thêm võ đế giao thiệp, đều không có cách nào thăm dò được Đại Hoang Kiếm Cung đến cùng muốn làm gì. Lãng Nguyệt Tông là như thế nào thám thính như thế rõ ràng. Mọi người có các pháp. Chính trò chuyện, lại nghe kiếm tử cấp bách hô, Tam Diệp. Tam Diệp, ngươi thế nào? Chớ có làm ta sợ. Giờ phút này, kiếm tử cơ hồ có thể nói là Tam Diệp hình người tọa kỵ. Tam Diệp một mực nằm sấp trên đầu của hắn đây. Bởi vậy, Tam Diệp nhất cử nhất động, hắn đều có thể ngay đầu tiên cảm giác được. Giờ phút này, Tam Diệp vậy mà tại run rẩy, tại kịch liệt run rẩy, còn có một loại cực kỳ rõ ràng thống khổ cảm xúc lan tràn mà ra. Hiển nhiên, rất không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đều biến sắc. Lý Thuần Cương cùng Đặng Thái A lập tức xuất thủ, muốn ổn định Tam Diệp tình huống. Lại phát hiện Tam Diệp là thần hồn xảy ra chút vấn đề. Tựa hồ, thần hồn đã nứt ra. Lại như có thứ gì muốn từ thần hồn bên trong xuất hiện. Như thế nào như thế? Hai người quá sợ hãi, liên thủ. Bọn hắn lúc này liên thủ, nếm thử phong ấn hắn thần hồn. Ít nhất phải đem cái này chỗ thủng, phong ấn. Còn có kia muốn từ thần hồn bên trong xuất hiện đồ vật, mặc dù không biết là cái quái gì, nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt, nhất định phải ngăn cản. Quá tối đen. Đặng Thái A chỉ là nhìn thoáng qua, liền sợ run cả người, nói nhỏ, nó thần hồn bên trong, tại sao lại có loại vật này tồn tại? Còn rất mạnh. Lý Thuần Cương xuất mồ hôi chán, hai người chúng ta liên thủ, vậy mà đều có chút áp lực. Phong ấn. Hai người đồng thời chợt quát một tiếng, cuối cùng đem vật kia phong ấn. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết như vậy truyền đến. Rõ ràng là thần hồn ba động đưa tới kêu thảm nhưng ở giờ phút này, lại là so dùng miệng kêu đi ra kêu thảm còn thê thảm hơn. Còn muốn chói tai, cho dù là bọn họ đều là kiếm tu, đều là cường giả, nhưng cũng tại lúc này cảm thấy da đầu run lên, thậm chí hậu tâm đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, quá mức kinh khủng. Đây rốt cuộc là bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này, Tam Diệp đã không còn run rẩy. Nương theo lấy phong ấn hoàn thành, Tam Diệp thần hồn bên trong vết nứt đã bắt đầu chậm rãi chữa trị, chỉ là Tam Diệp trạng thái vẫn như cũ rất kém cỏi. Đồng thời, nó có chút ngoài dự liệu lấy thần thức truyền âm cáo chi đám người, đừng đi. Cái gì đừng đi? Kiếm tử sững sờ. Kiếm khí trường thành đừng đi. Vì sao? Lý Thuần Cương lông mày nhíu lại, ngươi biết thứ gì? Không biết. Tam Diệp run rẩy triệt để bình phục, nhưng lại vẫn không cách nào bình tĩnh. Nói, tiềm thức nói cho ta, không thể đi. Nếu không, trầm mặc. Đám người nghi hoặc. Mà so với bọn hắn một đám, chính Tam Diệp càng tiếc. Nó hoàn toàn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng biết tại sao lại đột nhiên nhìn thấy những hình ảnh kia. Lại càng không biết vì sao chính mình thần hồn lại đột nhiên xảy ra vấn đề, giống như là có một cái sinh vật muốn xuất hiện. PGE. Cái này sao có thể à, kia là chính mình thần hồn. Trong thần hồn, làm sao có thể giấu cái khác đồ chơi. Đó căn bản không thực tế, cũng rất không bình thường. Cho nên, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đồng thời, nó cũng không biết chính mình tại sao lại nói đừng đi. Vì cái gì không thể đi. Nếu là đi, lại sẽ xuất vấn đề gì. Không biết, hoàn toàn không biết. Nhưng tiềm thức nói cho nó biết, chính là không thể đi. Mà lại, nó phát hiện, chính mình ẩn ẩn có một cái chấp niệm. Đó chính là, tương lai một ngày, chắc chắn sẽ tiến về kiếm khí trường thành, sau đó làm gì tới, không biết. Một sát na này ở giữa, nó cảm thấy, chính mình tự hồi nhớ ra rồi thứ gì, nhưng khi chính mình muốn đi tìm kiếm, muốn hiểu rõ đến cùng nhớ tới lúc nào, nhưng lại phát hiện, chính mình tự hồ cũng không phải là nhớ ra rồi cái gì, mà là... Chính mình quên lãng rất nhiều. Rất nhiều, Tam Diệp lần nữa lâm vào trầm mặc. Nó phiến lá không có quang trạch, thậm chí còn có chút rúng gió, bộ dáng. Đem kiếm tử bị hù không nhẹ. Tam Diệp, ngươi đừng dọa ta. Nếu không chúng ta đi về trước đi, ngươi bây giờ trạng thái. Nếu là bị sư tôn nhìn thấy, sợ là muốn giết ta. Không, không quay về. Tam Diệp lại là không chút nghĩ ngợi liền trả lời, không thể trở về đi. Thời gian không nhiều lắm. Thời gian, mọi người đều là không hiểu. Thời gian nào? Tam Diệp cũng là sững sờ. Đúng a, thời gian nào? Nó lâm vào mờ mịt. Cuối cùng, chỉ có thể suy đoán nói, có lẽ ta hiện tại không quá rõ tình. Ta muốn nói thời gian, hẳn là ta muốn mau sớm ngộ ra thuộc về mình kiếm đạo a. Nó cũng không cách nào khẳng định đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đây hết thảy, quá làm cho người ta nhức đầu. Rất không thích hợp.
Đặng Thái A cho mày, ta cũng mơ hồ cảm thấy Đại Hoang Kiếm Cung có vấn đề. Bọn hắn tất nhiên không nói lời nói thật, mà lại, Tam Diệp, ta lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Là nên chú ý. Lý Thuần Cương cũng cảm thấy có chút không ổn, lập tức nói, như vậy đi, ta cùng Đặng Thái A tiểu tử này vì ngươi hộ đạo một thời gian, thẳng đến ngươi ngộ ra gặp của mình kiếm đạo mới thôi. Chủ yếu là ngươi thần hồn chỗ sâu. Hắn muốn nói lại thôi. Mà đối đề nghị này, Đặng Thái A cũng là gật đầu đồng ý. Thiên phú của ngươi ở xa hai người chúng ta phía trên, chúng ta cũng rất muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Về phần ngươi thần hồn chỗ sâu đồ vật, hai người chúng ta trước mắt thúc thủ vô sách, chỉ có đem nó tạm thời phong ấn, lại phong ấn còn chưa không chặt chẽ, chỉ sợ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bọn hắn biểu thị bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Thực sự rất khó tưởng tượng, đến cùng là cái quái gì quỷ đồ vật, sẽ giấu ở người khác trong thần hồn, à không đúng, là đừng cỏ trong thần hồn. Thực lực còn như thế mạnh, có thực lực như thế. Cần gì chứ? Thời buổi rối lờ ọa. Lâm Phàm nhíu mày. Bất quá nghĩ lại, Hoàng Kim Đại Thế, vốn chính là thời buổi rối lờ ọa. Còn cần nhiều lời, cái này không nói nhảm à cái này. Nhưng là cũng không đúng à. Hoàng Kim Đại Thế ấn lý thuyết, chỉ là tiên võ đại lục chính mình Hoàng Kim Đại Thế, mà tiên giới. Bây giờ lại là có thể kết luận, rất không thái bình, đi lên về sau, sợ là xảy ra đại sự mà. Sau 3 ngày, thông qua quan thiên kính, hắn nhìn thấy Đại Hoang Kiếm Cung nội bộ động tĩnh. Mà lại, không chỉ là Lâm Phàm bọn hắn, còn có rất nhiều người phát hiện không hợp lý. Dù là Đại Hoang Kiếm Cung nội bộ bày ra trùng điệp trận pháp, thậm chí còn an bài 10 vị đệ cửu cảnh kiếm tu chém tới hết thảy vết tích, ngoại giới vẫn như cũ, có thể phát giác được Đại Hoang Kiếm Cung nội bộ kinh khủng ba động cùng không tầm thường. Tiên môn mở, ngoại giới người phần lớn không rõ. Còn tưởng rằng là Đại Hoang Kiếm Cung bên trong lại có đệ cửu cảnh, viên mãn tồn tại phá vỡ hư không, phi thăng tiên giới. Chỉ là không có nhìn thấy kiếp lôi. Tiên môn đã mở, nhưng không có kiếp lôi. Cái này rất kỳ quái. Như thế nào không có kiếp lôi? Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều có chút mộng bức. Nhưng cũng có một phần nhỏ, nhất là có thực lực, có bối cảnh, có kiến thức tu sĩ, nhạy cảm phát giác được một loại khả năng tính. Hẳn là thượng giới có người tiếp dẫn. Đại Hoang Kiếm Cung tại thượng giới tiền bối, đã có thực lực như thế à? Nếu là thượng giới có người tiếp dẫn, cưỡng ép mở ra tiên môn dẫn độ, liền không cần độ kiếp. Nhưng điều kiện tiên quyết cực kỳ hà khắc, kết nối dẫn người thực lực yêu cầu càng là gần như biến thái. Còn cần tốn hao lớn đại giới, trong đó tài nguyên đều không phải số ít. Bọn hắn đang suy đoán. Lâm Phàm lại là nhìn rõ ràng. Đại Hoang Kiếm Cung Thái Thượng Tam Trưởng Lão mang theo một cái tiểu thế giới, hoặc là nói, một cái cỡ nhỏ bí cảnh. Mà những cái kia đệ cửu cảnh kiếm tu, liền giấu ở cỡ nhỏ bí cảnh bên trong. Sau đó, đắp lên giới chỗ tiếp dẫn, tại trước mắt bao người đi vào tiên môn. Đại Hoang Kiếm Cung cung chủ cùng rất nhiều cao tầng sắc mặt ngưng trọng, đứng chung một chỗ tiễn đưa. Khi hắn tiến vào tiên môn về sau, tiên môn chậm rãi thu nhỏ, Lâm Phàm lông mày nhíu lại, vô địch bối phận, ở trong đó có thể nhìn sao? Có thể, nhưng lại không thể cam đoan không bị phát hiện. Vô tỷ tỷ rất mau trở lại ứng, dù sao, ta cũng không hiểu biết thực lực của đối phương, nếu là thực lực vượt qua nhất định hạn độ. Bất quá, hắn lần này ngược lại là cũng không cách nào đối với chúng ta như thế nào, chỉ là có khả năng sẽ bại lộ, ngươi. Muốn nhìn a? Lâm Phàm nhướng mày, kia. Vẫn là tạm thời không nhìn. Lâm Phàm có băn khoăn của mình, nhất định phải cẩn thận. Không thể mù quáng gây phiền toái. Dù sao, chính mình không chỉ là đại biểu chính mình, còn muốn đối toàn bộ Lãng Nguyệt Tông phụ trách. Phiền phức vốn là đủ nhiều, nếu là lại trêu chọc một cái Đại Hoang Kiếm Cung, thậm chí trêu chọc phải mặt thế lực, kia mới thật là phiền phức đến cực điểm. 35 vị đệ cửu cảnh kiếm tu tất cả đều ẩn thân tại tiểu thế giới bên trong. Đám tán tu đều rất chờ mong. Tương phản, 5 vị kiếm cung kiếm tu, lại tương đối bình tĩnh. Cái này khiến đám tán tu có chút bất mãn. Thầm nghĩ, trang bức, cho dù ngươi kiếm cung truyền thừa phong phú, hơn người, so chúng ta tán tu không biết tốt gấp bao nhiêu lần, nhưng làm sao có thể cùng kiếm khí trường thành so sánh? Làm sao có thể cùng những cái kia kinh thiên kiếm tiên so sánh? Tất cả mọi người là kiếm tu, còn có thể không rõ đạo lý trong đó. Người ta móng tay trong khe lộ ra ném một cái ném, đều đủ chúng ta hưởng thụ chung thân. Nơi này lại không có nhiều ít ngoại nhân, còn giả, còn bưng, phi, đám người âm thầm oán thầm sau khi, lại là không cách nào cảm giác tình huống ngoại giới cùng biến hóa, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Cũng may, chưa từng để bọn hắn chờ đợi quá lâu. Rốt cục, tiểu thế giới cửa ra vào bị mở ra. Từng sợi tiên khí đập vào mặt. Vậy mà thuận cửa ra vào hướng tiểu thế giới bên trong mãnh rót, chỉ là trong chốc lát, tiểu thế giới bên trong đều giống như biến thành tiên cảnh. Vô luận là tiên khí nồng độ vẫn là chất lượng, đều viễn siêu cửu tiêu tiên nhạc,
T. Quả nhiên là tiên giới. Bọn hắn mừng rỡ. Lúc này tuôn ra một phương này tiểu thế giới. Sau đó, bị một màn trước mắt màn kinh ngạc đến ngây người. Đây là cỡ nào kinh người tồn tại a? Tòa này nguy nga phòng tuyến sừng sững tại không ấn sâu trong hư không, phẳng phất tựa hồ một đạo vĩnh hằng tồn tại bình chướng, đem hư không một phân thành hai, phía trước là bóng đêm vô tận hư không, phía sau là lít nha lít nhít sao trời lấp lánh. Kiếm khí trường thành dài đến 300 triệu ức dặm, cho dù là đệ cửu cảnh kiếm tu thần hồn toàn diện buông ra, cũng chỉ có thể dò xét hắn rất nhỏ, một phần rất nhỏ, huống chi còn có thần văn áp chế, càng làm cho bọn hắn khó mà dò xét. Đứng tại trên tường thành, cổ lão cùng tang thương khí tức đập vào mặt. Gạch đá bên trên hiện đầy dấu vết tháng năm, mỗi một khối đều phẳng phất nói vô số anh dũng cố sự. Trên tường thành, pha tạp vết kiếm giao thoa, kia là các đời kiếm tiên cùng dị vực địch nhân giao chiến chứng kiến. Tại không tính sáng tỏ sao trời dư huy dưới, những này vết kiếm lóe ra các loại quang mang, như là lịch sử trường hà đang chậm rãi chảy xuôi. Kiếm khí trường thành to lớn hùng vĩ làm người ta nhìn mà than thở. Nó xuyên qua hư không, xuyên thẳng bầu trời. Trên cổng thành, to lớn cờ xí bay phất phới, phía trên thêu lên không hiểu thần văn, tản ra mãnh liệt kiếm khí ba động. Những này kiếm khí ba động cùng trên tường thành vết kiếm hô ứng lẫn nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Tại trên tường thành, còn có vô số đại chiến dấu vết lưu lại. Một vài chỗ gạch đá đã vỡ vụn, lộ ra nội bộ kim loại khung xương. Đó là dùng đến trèo chống tường thành cự hình phù văn xiềng xích, bọn chúng tựa như từng đầu cự long, chăm chú quấn quanh lấy tường thành, khiến cho không thể phá vỡ. Vết máu, tàn binh, khắp nơi có thể thấy được. Chủ nhân của bọn chúng có lẽ đã chiến tử xa trường, nhưng những này rất gấp đã thấy chứng bọn hắn anh dũng cùng không sợ. Bọn này kiếm tu đứng tại trên tường thành, cảm thụ được tòa này cổ lão phòng tuyến phát tán ra mãnh liệt kiếm khí ba động, trong lòng tràn đầy kính ý cùng tự hào. Đồng thời, bọn hắn lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Quá kinh người, tại cái này kiếm khí trường thành bên trong, bọn hắn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Vô luận là trên thể hình nhỏ bé, vẫn là nguồn gốc từ tu vi bên trên nhỏ bé. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, nơi này, có thể học đồ vật, thật sự là rất rất nhiều. Căn bản đếm không hết. Những cái kia phủ văn thần bí, kia có được khí tức khủng bố cơ sĩ. Thậm chí là những cái kia tàn binh, những cái kia lưu tại tường thành, trong hư không vết kiếm, thậm chí những cái kia vết em áo khô khốc bên trong, đều có không gì sánh nổi cao thâm kiếm đạo khí tức quanh quẩn. Có chút, không chi kỷ nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng, tiêu tán hầu như không còn. Có thể cho dù là những này tiêu tán hầu như không còn, trong đó tán phát kiếm khí, kiếm đạo, kiếm ý, vẫn như cũ để bọn hắn như si như say. Phó Hồng Tuyết ngăn không được nam ni, không hổ là kiếm đạo thánh địa. Vị này gì một chỗ? Cho dù là một chỗ tầm thường nhất vết kiếm, để cho ta tới lĩnh hội, một năm, đều có thể bù đắp được tại tiên võ đại lục ngàn năm, thậm chí vạn năm khổ tu a. Mà lại, nơi đây kiếm ý quá mức nồng nặc. Ta giờ phút này đều cơ hồ nhịn không được muốn ngồi xếp bằng. Cảm giác mình tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đám người nhao nhao gật đầu, không cầm được hưng phấn. Bọn hắn làm sao không có loại cảm giác này, một năm chống đỡ ngàn năm, vạn năm thì cũng thôi đi. Cái này nồng đậm kiếm đạo khí tức, cái này mỗi giờ mỗi khắc không muốn tiến vào ngộ hiểu cảm giác. Đốn ngộ a, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhiều ít tu sĩ cố gắng cả đời đều không thể đốn ngộ qua dù là một lần. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại phát hiện, mình nếu là lưu tại kiếm khí trường thành bên trong. Năm thứ nhất, sợ là ít nhất phải đốn ngộ cái 3, 5 lần, thậm chí 30-50 lần. Cái này tăng lên, được nhiều nhanh, đến đáng giá. Quả nhiên hẳn là đến. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, có thể được thấy như thế kinh thiên kiếm đạo, thậm chí có thể tự mình cảm thụ, đốn ngộ, tuy là chết, cũng không tiếc. Ta có tiếc, chết có thể, nhưng ít ra. Có người phản bác, trong mắt tràn đầy si mê, để cho ta đốn ngộ một lần a. Giờ phút này, bọn hắn đều giống như là tên điên. Một đám vì kiếm đạo, có thể không ép ở chết tên điên, mà ở trong đó, chính là kiếm đạo thánh địa, để đám điên này nhịn không được nổi điên chi địa, chớ có mất mặt. Đại Hoang Kiếm Cung Thái Thượng Tam trưởng lão khẽ quát một tiếng, quanh mình có kiếm tiên nhìn xem chúng ta đây. Đám người run một cái, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, quả nhiên có không ít kiếm tiên tại hoặc gần, hoặc nơi xa quan sát. Chỉ là, bọn hắn đều không có động tác gì. Chỉ là đứng ở nơi đó, tăng thêm thực lực bọn hắn quá mức cường hoành, đứng ở nơi đó, liền giống như cùng toàn bộ kiếm khí trường thành hòa làm một thể, là kiếm khí trường thành một bộ phận, cho nên, kiếm tu nhóm cũng không phát giác. Mà giờ khắc này, bọn hắn vội vàng tập trung ý chí, hướng xa xa kiếm tiên nhóm trùng điệp cúi đầu. Bái kiến chư vị kiếm tiên, cảm tạ chư vị kiếm tiên thủ hộ tiên giới.
cảm tạ chư vị kiếm tiên cho ta các loại cơ hội. Bọn hắn vô cùng cảm kích. Chỉ là, những cái kia một mực chưa từng mở miệng kiếm tiên, giờ phút này lại phần lớn lộ ra vẻ cổ quái. Thật là khéo. Có kiếm tiên nói nhỏ, bọn hắn lại còn cảm tạ chúng ta đây. Ha ha. Cũng có kiếm tiên cảm thấy có lý, từ cái nào đó góc độ mà nói, bọn họ đích xác nên cảm tạ. Nếu không phải kiếm khí trưởng thành, bọn hắn những này kiếm tu, há có thể tới đây, há có thể kiến thức kiếm đạo thánh địa là gì chẳng cảnh. Chỉ là, đáng tiếc, ai, chúng ta cũng không có cách nào a. Tưởng tượng năm đó, kỳ thật, cũng không cần như thế. Làm sao, thật đáng buồn, đáng tiếc. Bọn hắn đang thì thầm. Lập tức, phần lớn quay lưng đi, không đành lòng lại nhìn. Thậm chí có kiếm tiên trực tiếp lặng yên đi xa, rời đi một đoạn này tường thành. Kiếm tu nhóm sững sờ. Những này kiếm tiên, không cùng nhóm người mình trò chuyện, là xem thường nhóm người mình a. Nhưng nghĩ lại, cũng không có tâm bệnh, người ta đều là cao cao tại thượng kiếm tiên, dựa vào cái gì muốn nhìn từ bản thân bọn người. Dựa vào cái gì muốn nhìn nổi chúng ta những này tiểu tiểu kiếm tu, chỉ là đột nhiên, một đạo cổ lão tàn hồn phá không, cũng lấy cực kỳ tốc độ kinh người phóng tới bọn hắn. Người nào? Phó Hồng Tuyết sắc mặt đại biến, lúc này rút kiếm. Nhưng lại căn bản không kịp, càng ngăn không được, kia tàn hồn ẩm vang xông vào trong đám người. Chỉ là trong chốc lát, liền dung nhập trong đó một vị kiếm tu thân thể, kiếm kia tu lập tức nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy. Đoạt xá! Đám người sợ hãi! Hỗ trợ! Bọn hắn quá sợ hãi! Mặc dù có chút phát tiếc, nhưng chung quy là đến từ tiên võ đại lục người một nhà. Giờ phút này, bọn hắn cũng không lo được cái khác, nhao nhao tiến lên, muốn hỗ trợ. Nhưng mà, chậm, thực lực sai biệt quá mức cách xa. Dù là đối phương chỉ là tàn hồn, muốn đoạt xá vị này kiếm tu, cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Không cao hơn một cái hô hấp. Phó Hồng Tuyết bọn người thậm chí còn chưa kịp xuất thủ, kiếm kia tu liền một lần nữa đứng người lên. Oanh, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt tản ra, hắn hai con ngươi khép mở, trong nháy mắt đổi sắc mặt. Như vạn cổ hàn băng, lành lạnh vô cùng. Ha ha ha, lão phu, trở về. Tiểu tử này tu chính là sát lục kiếm đạo, cùng lão phu vừa phối. Lão phu, liền làm nhân không cho. Các ngươi, còn phải đợi khi nào? Oanh, lời vừa nói ra, Phó Hồng Tuyết bọn người trong nháy mắt rung mạnh, toàn thân đều nổi da gà lên. Cũng chính là giờ khắc này. Đạo đạo tàn hồn từ kiếm khí trường thành chỗ sâu xông ra, tranh nhau chen lẫn đánh tới. Thậm chí tại cái này quá trình bên trong còn tại lẫn nhau tranh đấu. Cái này, đáng chết. Coi chừng, kiếm cung. Đinh Cẩm Long, ngươi cái lão gia hỏa lừa gạt chúng ta. Ngươi chết không yên lành. Kiếm tu nhóm sợ vỡ mật, nhao nhao rút kiếm, ra sức xuất thủ, nhưng chênh lệch quá xa, căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền cơ hồ tất cả đều bị đoạt xá. Chỉ có Phó Hồng Tuyết một người còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Nàng miễn cưỡng bảo lưu lấy cuối cùng một sợi ý thức, bước đi khó khăn. Nhìn xem mặt mày buông xuống Đại Hoang Kiếm Cung Thái Thượng Tam trưởng lão Đinh Cẩm Long, nhìn xem đồng dạng bị đoạt xá, khí chất đại biến còn lại 5 tên kiếm cung đệ cửu cảnh kiếm tu. Nhìn lại những cái kia đoạt xá về sau, đã không kịp chờ đợi bắt đầu trùng tu, kiếm tu nhóm, không khỏi lộ ra một tia cười thảm. Nàng nghĩ liều mạng. Làm sao? Không làm được. Dù là nàng có chút nội tình, có chút kỳ ngộ, cũng sắp toàn diện thất thủ. Vì cái gì? Nàng thanh âm khàn giọng, không cam lòng hỏi thăm, vì sao như thế? Nàng không hiểu. Ngươi hại chúng ta thì cũng thôi đi, ngay cả kiếm cung đệ cửu cảnh đều không buông tha, nhiều hung ác tâm. Mà lại, cái này cũng không khỏi quá mức để cho người ta tuyệt vọng. Hận, hận ý ngập trời, cho dù là đem chúng ta vây giết đâu. Cho dù là khi tiến vào kiếm cung về sau, liền đem chúng ta toàn bộ giết chết đâu. Ta cũng sẽ không tức giận như thế, sẽ không có được như thế hận ý, có thể ngươi lại. Ai? Đinh Cẩm Long thở dài một tiếng, không dám nhìn thẳng Phó Hồng Tuyết kia tràn đầy chất vấn hai con ngươi, thấp giọng nói, việc này, không phải ta có thể làm chủ. Kiếm khí trường thành gặp đại biến, sắp không chịu nổi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra hạ sách này. Các ngươi tại hạ giới như vậy gian khổ, điều kiện đều có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, đủ để chứng minh, thiên phú của các ngươi, nghị lực, đều viễn siêu tiên giới tuyệt đại bộ phận kiếm tu, chỉ là thiếu một chút cơ duyên, thiếu một chút khí vận cùng tài nguyên. Đoạt xá các ngươi, những cái kia mất đi nhục thân, chỉ còn tàn hồn tiền bối, mới có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục chiến lực, tiếp tục là kiếm khí trưởng thành xuất lực, mới có thể. Hết thảy, cũng là vì tiên giới. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, lại phát hiện ánh mắt của đối phương, chẳng biết lúc nào, đã triệt để biến thành người khác. Nàng, đã bị đoạt xá, ai?
Đinh Cẩm Long thổn thức thở dài.